Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Chiêm Tinh Radio. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về chuyện tình yêu của Mộc Market và ba mộc nhóm đất là Kim Ngưu, Xử Nữ và Market. Và tình yêu của các mộc cùng nhóm, đặc biệt là khí và đất thì sẽ tốt hơn, nó sẽ luôn thuận lợi, dễ dàng tìm được tiếng nói chung, không thành người yêu thì cũng làm bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung. Và trước khi vào với nội dung của radio ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page Tự Học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page Chiêm Tinh Cổ Học, đặt mua đá thạch anh và phẩm phong thủy qua page Tiệm Phong Thủy của Thu Anh, và tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Rồi, mộc Market và mộc Kim Ngưu thì cả hai đều thuộc nhóm đất. Bất cứ cặp đôi nào cùng nhóm đất đều hòa hợp, dễ dàng kết thân và duy trì mối quan hệ. Kim Ngưu thì thích tận hưởng, hưởng thụ cuộc sống, và Market thì sẵn sàng làm việc ngày đêm để giúp Kim Ngưu đạt được ước nguyện. Market coi Kim Ngưu như là con cái, muốn chỉ bảo khuyên nhủ, và Kim Ngưu thì vô cùng coi trọng Market. Đa phần mộc Market đều có sự nghiệp thành công và có tiếng tăm nhất định trong xã hội. Kim Ngưu sẽ lắng nghe lời khuyên của Market. Chưa kể hành tinh chủ quản của hai mộc là Kim Tinh là cai quản Kim Ngưu và Thổ Tinh cai quản Market có mối quan hệ tốt, nên hai cung này dễ dàng thành bạn tốt. Có chăng thì cả hai đều không phải tuýp người lãng mạn thích thực tế hơn là bay bổng màu mè của tình yêu. Nhưng mà dù sao ấy, bảo là Kim Ngưu thực tế khô khan thì cũng không hẳn đâu, vì dù sao Kim Ngưu cũng được cai quản bởi Kim Tinh mà, hành tinh của tình yêu, sắc đẹp, thơ ca, nghệ thuật. Thế nên là tuy ham hồ kiếm tiền nhưng cũng rất là thích tận hưởng thế giới năm giác quan, tận hưởng cuộc sống, tận hưởng thế giới vật chất này. Thế nên sẽ dạy cho Market là workaholic, hay là làm việc ít thôi, phải đi chơi, đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp nữa. Rồi, tiếp theo đó là Market và Xử Nữ. Thì đây là sự kết hợp khá hài hòa, bởi vì cả hai đều thuộc nguyên tố đất, cả hai sẽ đều chăm chỉ, cần cù, nỗ lực để đạt được mục tiêu. Cả hai đều muốn duy trì một mối quan hệ ổn định và thực tế, giao tiếp giữa cả hai cũng tốt. Đây sẽ là một mối quan hệ vừa là người yêu vừa là bạn thân của nhau. Hành tinh chủ quản của Xử Nữ là Thủy Tinh, của Market là Thổ Tinh, và Thủy Thổ là bạn bè tốt. Thế nên trong mối quan hệ này là dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Và chưa kể đây là cặp đôi 5-9, thế nên là mộc Xử Nữ sẽ coi Market như con cái, chăm sóc bảo vệ Market. Ngược lại, Market sẽ coi Xử Nữ như là cha mẹ, tôn trọng và kính mến mộc Xử Nữ. Điểm trừ duy nhất là cả hai đều thuộc cung nữ tính, thế nên là nếu xung đột thì có thể cả hai sẽ rơi vào trạng thái im lặng, không ai chịu mở miệng ra và cứ im im như thế mong người kia tự hiểu. Thế nên trong mối quan hệ này, giao tiếp thẳng thắn sẽ là những yếu tố, sẽ là yếu tố cần thiết, quan trọng cả hai cần phải tập trung vào. Cuối cùng là hai Market đến với nhau thì sao? Ok, nói chung thì hai mộc cùng nhóm kết hợp lại thì luôn tốt, không yêu đương thì cũng có thể trở thành bạn bè của nhau. Market cả hai sẽ đều tham công tiếc việc, coi trọng giá trị thành công, tiền bạc, sự ổn định tài chính. Cả hai chắc chắn sẽ tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày. Điểm trừ duy nhất là Market thì hơi theo kiểu ngoài cứng và trong mềm, thế nên là ít nhiều mong muốn người yêu bạn đời có thể đem đến chỗ dựa tinh thần, cảm xúc cho mình. Thế nên các bạn Market luôn bị thu hút bởi những con người đầy cảm xúc, con người của gia đình, những bà nội trợ hoặc những ông nội trợ là năng lượng của cự giải đó. Đấy, thế nên là khi lựa chọn tình yêu mà yêu một người Market y hệt mình thì mối quan hệ này hai bên khó cung cấp cho đối phương chỗ dựa tinh thần cần thiết. Và thường thì cùng cung mọc ở cạnh nhau vui, dễ hòa hợp ban đầu thôi, nhưng mà không thể giúp nhau, kéo nhau lên cùng nhau phát triển được. Đấy. Rồi thì đó là nội dung của radio ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Nếu muốn đặt lịch xem riêng thì liên hệ với mình qua page Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn một ngày mới, à nhầm, một buổi tối vui vẻ, an lành. Bye bye.